Một người bạn trong server sau khi xem video của mình đã nói rằng: Invoy, em có một đứa em chơi Minecraft nhưng mà nó không hề biết cách sử dụng cánh. Anh có thể làm video hướng dẫn được không? Đáp ứng lời thỉnh cầu đó, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cánh. Để tìm được cánh thì bạn cần phải đến NCT, tìm cái tàu bay giữa không trung này. Và khi mà bạn bước vào trong cái tàu bay đó thì sẽ có một đôi cánh được đặt sẵn ở trong đó. Sau đây đến phần hướng dẫn sử dụng cánh thì chúng ta tập từ cơ bản trước. Thì đầu tiên các bạn cần phải đứng ở một nơi cao giống như thế này. Sau đó các bạn nhảy xuống bằng cách nhấn space 2 lần như thế này. Sau đó chúng ta ngước mặt lên. Để cho các bạn bắt kịp thì mình sẽ làm lại một lần nữa. Bạn ở trên cao, sau đó bạn double jump xuống, ngước mặt từ từ lên. Vậy là bạn đã sử dụng được cánh rồi. Nhưng như vậy vẫn chưa gọi là bay được, đó mới chỉ là lướt trên không trung thôi. Thì để bay được chúng ta cần phải sử dụng pháo hoa để tạo lực đẩy giúp chúng ta bay đi. Đứng từ một nơi cao, bạn double jump xuống, sau đó bạn ngước lên, cầm pháo hoa trong tay chúng ta bấm chuột phải. Vậy là chúng ta bay được rồi đó. Đây là kỹ năng cuối cùng để cất cánh từ mặt đất mà không cần phải ở trên cao. Thì các bạn cần phải chạy lấy đà, sau đó các bạn double jump, nhấn chuột phải và ngước lên trời. Xin chúc mừng, vậy là bạn đã thành thạo cách sử dụng cánh rồi đó.